Sao mặt buồn vậy? Bạn nói xem, trên thế gian này rốt cuộc có bao nhiêu người dùng danh nghĩa bạn bè để ở cạnh người mình thương? Mãi mãi là bạn thân. Chúc mừng Trần Mạnh Hùng, bạn đã là nhân viên xuất sắc được tuyển thẳng vào công ty của tôi. Em làm cái gì đây ạ? Dạ ban ngày em phụ mẹ tới trưa, rồi chiều em làm công việc của em. Em ơi, em nên suy nghĩ lại, em phải vươn xa, anh sẽ đẩy em. Chị Tuệ Lâm. Còn ông, ước mơ năm 25 tuổi của ông là gì? Là Tuệ Lâm đó. Làm ca sĩ phải tập luyện thể lực thật tốt để khi hát không bị hụt hơi. Xin giới thiệu với tụi em, đây là anh Hùng, BT của tụi em.